chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Nhung Hà rủ cả nhà đi xa săn măng lê nhé nha. Trời ơi, măng lê quá chừng ngoài luôn. Mà mình thấy nó có hơi cao cao nên là không biết ở trong nó có không, nhưng mình thấy ở ngoài đường có thấy hai cây cao cao thế thôi. Thôi lấy xách cái rổ vô. Thế cái rổ ra chứ đi tìm măng lê nhé nhà. Giờ săn măng lê khoe khoe với cả nhà thế này. Tại vì á là đây 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 đây, mình thấy nó hườm hườm rồi đây cả nhà. Ơi, mùa dâu tây. À, đầu tiên trái dâu tây đầu tiên hườm hườm rồi nha, đó bọc liền rồi trái ui trời, để bọc cái trái này lại rồi nhà ơi, cái này cũng hườm hườm rồi nè đó. Ôi tại trên mình nó hơi lạnh nên là vẫn chưa, năm nay mưa nhiều quá nên là dâu tây nó cũng muốn rụi luôn rồi nhà ơi. Nè đây nó đầu trắng trắng lên, là khi mà nó trắng nó nhanh lắm rồi nhà ơi. Bên ngoài mình thấy nó cũng rất là xanh, thấy nó cũng ra chuẩn bị ra trái, thấy có hoa hoa. Ê, hôm nay thấy hoa ở trong rồi, đi vô xem cả nhà ơi. Wow, bên ngoài này xanh dữ hen. Wow. Trời ơi, cây bên đây bự chưa? Có trái chưa ta? Đi coi thử. Chưa chưa. Chưa thấy trái. Ô, chưa, vẫn mới thấy nhú nhú thôi, mà ở đây mình thấy là có cái bông ở nhà nhưng mà không có bông đực rồi. Chị không có đậu đâu, nhưng mà có cái bông là mình thấy là bắt đầu phát triển là mình mừng ở nhà. Quá chừng luôn xanh ha. Trời ơi, bữa hôm mới thu cái cây này đây, nó lại xanh tốt nữa rồi. Rồi salad, còn mấy cây salad mấy anh kia ít hôm nữa nhưng mà sẽ nhổ. Nhưng mà bây giờ đi ra mình đi tìm măng le nhé nhà. Trắng trắng chưa? Ồ, trái này trắng trắng rồi nè. Đó, ôi dồi, cái trái này bự này. Úi cha, phải ra bọc cái em này lại mới được. Đây cái trái này, này, này. Trời ơi, em này bự ha. Em bên đây nè. Úi cái em này trắng ngon chưa. Ôi trời, mấy em là phải bọc lại liền chứ không thôi là ít bữa nữa là không còn. Đó, dãy bên kia thì vẫn chưa dưới chân rồi nha. Hồi năm nay Nhung Hà khoe cả nhà là Nhung Hà có nho. Đây hai cây nho. Thấy có một chùm nho ở đây nè cả nhà. Đó, không biết là có nho ăn không, nhưng mà thấy cây nó phát triển tốt là Nhung Hà mừng rồi. Đây đựng cây, với lại chị hàng xóm bên kia cho Nhung Hà cây là hai cây. Ừ, hôm nay Nhung Hà thấy mấy em táo thương chưa nè. Quá cứng chưa, bên đây bự rồi này cả nhà. Đó hai em hen, đây không hai em nữa nè. Ú trời ơi, thương quá. Rồi được mấy em táo rồi đó cả nhà ơi. Còn này nè, quá trời quá đất, nó tốt luôn rồi nhà ơi, tốt luôn rồi. Đó, khoảng tầm tháng 2 tháng gì nữa là Nhung Hà sẽ đào cái này lên. Có củ tha hồ. Bên kia là đậu. Này đậu nè nhà ơi. Đó. Ôi nó lên vòi rồi, đặng Nhung Hà làm cái giàn cho nó leo. Đậu vua đó cả nhà, ôi ôi quá trời quá đất luôn nè. Đậu vua năm nay Nhung Hà trồng mấy anh đây. Xem mấy anh ông. Hello ông ơi. Đó, đang thụ phấn hút mật nè nha. À, thương chưa? Bên đây con này. Rất là chăm chỉ luôn ha. Rồi. Đi vô tìm măng le thôi nhà ơi. Coi mấy em đây có cái măng nào không? Nhưng mà có thấy hai măng luôn nè. Đó, 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 đó. Một em ha. Đó. Năm nay không có mập lắm hả? Ồ, mình thấy trong kia con em lên á. Đó, em này nè. Mọc đây nè, em này mập ghê luôn. Đó, mập ơi là mập luôn. Đó, wow. Thích quá. Trong đây không biết có cái măng nào không. Vô đây nha. Có hai một nhỏ nhỏ nè. Hai em nhỏ nhỏ. Nhỏ. Tí hon. Rồi mấy cái măng trong kia thì ông xã để cho nó lên, không có hái được, măng nó cũng để luôn. Chỉ có cái mé bên đây là được hái nè, nhưng mà hôm nay không có. À khoan, trước khi đi ra ngoài mấy anh này coi có cái nào không. À có này, có hai cái gì đây nè. Hai cái luôn, ui dồi. Ba cái luôn, nhiều thế. Đây này, đó đó đó, đó. Trời ơi. Đây. Bẻ ra. Ôi ôi, ba bốn cái luôn. Ham chưa. Đó, đây nữa nè. Đó. Đây nữa. Ui. Ôi, bốn cái luôn. Ui. Đó, rồi. Ở ngoài
tìm xem có nào nữa không nha. Úi dồi, cái này cao quá trời luôn. Mà cái này nó mập quá. Ôi trời ơi, em này nó mập dễ sợ luôn. Ủa má ơi, bự quá, dài quá trời luôn người nhà ơi. Ôi cái này nó mập ghê. Ôi ôi, con em này uống nước uống nằng luôn. Ôi ôi, nãy giờ em này là ngon nhất nè. Quá wow, bên đây nè. Trời ơi, ui quá chừng mập luôn. Đó, wow, đây nữa nè cả nhà. Đó, ham quá. Đó, ui ui, mấy em, bốn em. Wow, trời ơi, nãy giờ là mình thích bốn cái này nhất nè nhà ơi. Đây nè, đây 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 đây. Wow, ham chưa ham chưa. Đó, hai em đây nữa nè. Đó ha, đây đây nè. Đó, úi dồi, thích ơi là thích luôn. Ui ui ui, mặc cái cành cả nhà ơi. Quá trời ơi, bên đây quá trời quá đất cả nhà ơi. Quá chừng luôn. Úi trời, đã cái tay thiệt chứ. Đây nữa nè, mùa măng le tới rồi cả nhà ơi. Đây nữa nè, bà em này. Đó, này nữa nè. Úi ui, thích quá. Đó, u đây nè nè. Đó. Đây nữa. Đây nè, đây nè. Đó. Qua wow, đây nè nè. Qua wow, chừng đã cả cái tay. Ui ui, hôm nay mình mang cái rổ út lại được là rất là nhiều. Bữa hôm mang rổ nhiều là không có nhiều. Ui, em này nè. Đó rồi. Hai em, trời ơi, nó đã cả cái tay luôn rồi nhà ơi. Nhiều ơi là nhiều luôn. Ô, đây 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 đây. Có em núp lùm. Em này núp lùm ở đây. Đó, ôi ôi, hôm nay nó đã cả cái tay luôn rồi nhà ơi. Nguyên cả mớ đây nè. Rồi cả mớ bên kia nữa. Để mình mang ra ngoài nhé cả nhà ơi. Ôi, đây cả nhà. Quá chừng luôn. Bây giờ đi ra tìm tiếp cả nhà ơi. Tìm hén đây hay có mọc lắm nè. Đó, thấy anh em rồi nè. Uh-huh. Em này hơi cao rồi đó. Núp ở dưới đây có con nào nó không? Như đây có một cây này. Đó, em này. Ừ, đây 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 đây. À, một em ngoài đây nhà ơi. Đó, ối rồi. Chui vô má đây cả nhà ơi. Rắn ơi chỗ khác nha rắn ơi. Đứng đứng đây nghe cho chị vô chỗ này cái. Đi chỗ khác nè rắn. Đó, ham quá. Đây, đây đây đó. Ui ui, cái cây này đây đây cả nhà ơi nè. Đó, ham quá. Mập ú nu luôn. Đây nữa nè cả nhà, thấy không? Quá chừng bự luôn. Đó. Trời, hôm nay là bội thu nha cả nhà. Quá chừng luôn á. Quá chừng luôn cả nhà. Nhiều ha. Ôi cả nhà ơi xem nè. Nãy giờ Nhung Hà thu hoạch được. Ôi ôi, quá chừng quá đất luôn. Hồ la. Úi ôi. Rồi lần ấy, đây là lần thứ 3 Nhung Hà thu hoạch măng le của năm 2022 là lần bội thu nhất cả nhà. Đây nè, quá chừng luôn. Đây 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 cả nhà xem. Bao la, quá chừng luôn cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, có ai ăn măng le không? Yeah. Trời ơi, ham quá chừng luôn cả nhà ơi. Ta nói ôi con gì bay bay vậy. Ủa nó thích dễ sợ thích luôn cả nhà. Hôm nay là hai bội thu trên cả bội thu luôn cả nhà. Nhiều quá là nhiều luôn. Ham dễ sợ. Úi dồi ôi, sợ bỏ xuống thì nó rớt tùm lum hết. Đi vô trong mình tìm mấy cây măng tây. Mình sẽ thu hoạch luôn nhé cả nhà. Mình thấy cũng 1 2 3 4 5. Cũng được 5 cây cả nhà ơi. Non nè. Đó. Mục này cũng non nè. Ha ha. Đây nữa nè. Chắc cũng được 5 cây á nhà ơi. Đó. Ờ, 4 cây à. Con cây này nữa nè, 5 cây. Măng tây gần hết mùa rồi nhà ơi. Qua đây á mình thu hoạch hết mấy cái cây tỏi con voi mấy anh đây rồi nhà. Còn mấy cây Nhung Hà thu hết luôn. Úi ui, cái củ này bự chưa? Rồi bữa giờ Nhung Hà mới thấy được cái củ này bự nè cả nhà, thấy không? Đó. Bữa giờ đó, đúng là bữa giờ mới thấy được cái em voi này bự nè. Đó. Ham chưa nhà ơi.
Bên đây được một mớ tỏi này. Tỏi này bữa hôm Nhung Hà thu vô ăn nó ngon. Tỏi cô đơn cả nhà ơi, nhỏ nhỏ mà thơm. Một em thu hoạch luôn. Em nè, vừa, nói chung là bữa hôm mình xài được nguyên cái gốc này luôn đó. Trời nó ngon, xào đồ ăn nó thơm. Tặng bác hàng xóm một mớ nữa. Rồi qua mấy anh đây. Bên đây là cái cây giá tây. Cái này là cây tỏi tây, tỏi tây. Cái này là tỏi ta nè. Đó. Này cũng tỏi voi nè. Này là voi con. Voi con chứ không phải voi mẹ nhỉ ơi. Củ. Rồi, lấy được cái củ lên rồi nè cả nhà. Màu voi thơm lắm. Đây có củ nữa nè. Ít bữa nó bự, mấy ông trong kia nó bự mình quay ở nhà xem nè. Hôm nay thì mà thu hoạch tỏi mà tỏi nhỏ thôi nha. Củ này chắc bự nè. Củ này ok hết nhà ơi, cũng để nhỉ á. Ô lấy cái này bậy. Đây, bậy chỉ lên chứ trời ơi, khó lên quá. Đó, úi ôi, lên rồi cả nhà ơi. Đấy, úi chà. Cái này coi chừng là đệ nhất luôn á chứ cả nhà. À, bự không? À không. Cũng ngang ngửa nhau rồi nha. Được hai củ. Củ bên đây thử xem. Bên đây thì nhỏ hơn này. Rồi, chá, có cái này nhổ thích ghê luôn. Ok. Củ bên đây bự quá trời nè cả nhà ơi. Đó, củ này cũng ok á. Dễ chưa? Rồi xong cái ăn tiện cái cào cào. Xới đất cho mấy em. Tỏi tây ít bữa nó tha hồ nó mọc nên mình lại thu hoạch tỏi tây nha. Củ tỏi con voi đây cả nhà. Đó, được 4 củ tỏi con voi, đủ xào ăn rồi. Mấy củ nhỏ nhỏ. Đây đây nha. Đó. Giờ Nhung Hà có cái này rồi. Dễ úi chưa? Dễ chứ cả nhà ơi. Năm nay Nhung Hà thu tỏi bằng cây này luôn. Đó, wow, trời ơi đẹp chứ nó. Úi giời. Bự ghê luôn á cả nhà ơi. Đó. Úi ui. Ôi cái củ này thương chưa? Màu đỏ đẹp hé cả nhà ơi. Đây, cái màu đỏ đẹp chưa? Ôi. Đó, wow, trời ơi thích dễ sợ luôn. Nhổ nó dễ. Đó, có cái này nó đào lên nhổ. U, nó cũng già luôn nữa cả nhà. Đó, cây nó vàng luôn rồi đó. Đấy, bên đây. Wow. Ôi tỏi này là ta nói tuyệt vời rồi nhà ơi. Wow, cái cây này mà ham nè. Ui. Ô wow, ở nhà xem nè. Thương chưa? Uống nu luôn. Wow. Thích quá hả? Thích có dễ sợ luôn rồi nhà ơi. Trồng tỏi rồi nhà ơi. Đây nữa nè. Đó. À, bên đây nè ha. Tỏi này là già rồi đó nhà ơi. Đó. Rồi ôi. Củ này không bự bằng mấy củ đầu quá chừng bự luôn. Úi giời, thôi, cái này đứt rồi. Rồi, ok. Xong rồi cái lại xới để cho mấy em miếng ngồi. Mấy em phát triển cả nhà ơi. Mấy em tỏi chuẩn bị ngự hưu. Đó. Wow, cái củ này bự mà. Nó đẹp á, nó đỏ đẹp chưa. Thôi, bên đây thì có mấy củ tỏi thường rồi nha. Tỏi này Nhung Hà mua ở ở chợ Châu Á thì phải. Đúng rồi, chợ Châu Á nè. Đó, có cái này. Công nhận nha, có cái này hỗ trợ. Nhổ tỏi thích thiệt chứ. Không có sợ nữa. Đó, thấy không? Đây nè, cào cào nó ra. Úi ui, xong. Mà không sao, có cây đó nhổ lên cũng dở. Ê, cũng giỏi chứ, lộn. Rồi còn mấy cây nữa xong. Rồi
Một em, cái này là tỏi cô đơn rồi nhỏ. Em này không biết bự không, hồi hộp quá. Bự ơi, bự bự lên, bự lên. Bự nha, bự nha. Yeah. Wow, không làm mình thất vọng rồi nhỏ ơi. Đó, cái size cũng rất là bự luôn nè, đó ha. Ham không ở nhà đó. Ở bên đây nữa nha. Nhổ tỏi lên, nhổ tỏi lên. Yeah. À, củ này nhỏ rồi. Củ này chắc cũng nhỏ nè. Đó, wow. Em cuối cùng nha. Rồi, xong. Ôi ôi, được cả mớ tỏi luôn rồi nha. Hôm nay quá chừng tỏi luôn nè. Vừa tỏi vừa măng le. Quá chừng luôn rồi nhà ơi. Không phải cái củ này nó già mà nó ngon dễ sợ chưa. Này chắc là mình vô mình lấy mình xào cái củ này để ăn thử. Bữa giờ ăn cái tỏi này thôi. Tỏi con voi á, mà không ăn cái tỏi này. Chưa có ăn. Hôm nay là thu được mớ nhưng mà đi vô ăn rồi nha. Cà rốt không biết là có củ gì chưa. Chắc chưa đâu rồi nha. Rồi á hả, công nhận nha. À, năm nay Nhung Hà trồng ý một dãy đấy luôn. Cà chua à nhà ơi. Rồi à, dao ké, vòng vòng ít cải để ăn lẩu ăn đồ á, chạy ra hái. Rồi mấy cây rau kim cương của Nhung Hà tới đâu rồi nhà ơi. Ồ, ra nhánh, ra nhánh. Ồ, đợi cái nhánh này cao lên là mình ăn được nè cả nhà. Nó cao cao lên chút nữa ha. Đây rau kim cương á nhà. Hồi rau này rất là quý luôn. Ôi ơi, một bó rau kim cương mình không biết ở bên Việt Nam họ bán nhiêu chứ bên đây mình chưa thấy có ai bán hết, nhưng mà mình lên mạng á mình thấy thấy mọi người á hả. Trời, cái cây này rất là quý luôn. Nguyên một bịch á được có mấy cây vậy đó. Ươm mà cái hạt như cái hạt cát vậy đó cả nhà, vậy mà mình cũng ươm được lên cây bự ghê luôn. Ồ, đi qua mình thăm coi cái cây này. Rồi ơi cả nhà biết cây gì đây không? Cây mướp Peru cả nhà ơi. Mình hình như là thấy cái trái của đây nè, nè nhớ này là cái trái này nhà thấy không? Ôi đúng rồi cái trái, ô cái trái của nó nè, đó ú có trái rồi đó cả nhà ơi. Ô chắc Nhung Hà hái vô một mớ đặng mà mình ăn xào ăn cơm mới được. Đó. Non chưa? Vô xào xào mấy món đặng ăn với cơm. Hồi nãy đi chơi là có ăn hamburger rồi đó, nhưng mà thấy mớ cải thèm quá nên là cũng bon chen vô ăn cơm. Hôm nay ăn cái gì cũng vậy, rồi lát cũng về phải làm một chén cơm mới chịu rồi nhà ơi. Có ai giống mình không? À, cái lá mới thu hoạch đó lại có hái nữa rồi đó cả nhà ơi. À, đây được mớ nữa nè. Ít bữa nữa nắng thì cải thì nó núp lùm rồi. Rồi tới bí ngòi đó cả nhà. Chuẩn bị tới bí ngòi, mùa bí ngòi nha. Bí ngòi và dâu tây. Cải thì chỉ có mùa xuân là tốt nhất. Nó cũng được mớ cải. ngon chưa nhà ơi. Hai buổi sáng trước khi đi làm Nhung Hà cũng ăn được một bữa nữa. À, hai bữa. Xong nó lên bông là vừa luôn rồi đó. Rồi mình lại trồng cái cây khác vào đây. À, hôm nay mình đi săn cũng được nhiều quá chứ cả nhà ha. Một mớ cải nè, một mớ măng le với lại tỏi tây, tỏi ta, tùm lum, tỏi voi. Ui, quá trời luôn cả nhà ha. Còn vườn thì nó xanh tốt là xanh tốt. Mà bây giờ nó mưa nhà ơi, nó mưa rồi cả nhà thấy mưa, nó mưa nó dột trên đầu rồi nè cả nhà. Thôi bây giờ mình phải đi trốn vô trong nhà đây, không thôi là còn nhiều chuyện ở ngoài nữa. Nhưng mà bây giờ phải đi trốn vô nhà, không thôi là mưa, mưa nhiều nó dầm mình ướt đó, là bị bệnh nè nhà. Tại bữa hôm đi làm á, chị chủ nói chung hai chị em ham quá đi ra trồng bắp. Xong cái bị ướt có dầm á, cái về mình nó muốn cảm nè nhà. Nên là giờ thấy mưa như vậy mình cũng không muốn ướt á, ướt nó thấm vào người á dễ bệnh đó. Mà nhà giờ già lớn tuổi rồi á, cũng 39 rồi á, cả nhà đúng rồi 39 rồi đó, nên là sức khỏe nó cũng không như cái còn thanh niên 17, 18 nữa nha. Nên là thôi Nhung Hà xin tạm ngưng tới đây thôi. Tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ Nhung Hà với nhé cả nhà. Bye bye.